Hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm rất là hữu ích. Phải nói là cực kỳ hữu ích và chắc chắn là cần thiết đối với các YouTuber. Đó là sản phẩm chân máy ảnh tripod Unteng VCT668 màu đen, số tiền là 334.999 Việt Nam đồng. Mình đặt trên Lazada. Như vậy là 335.000. Rất là rẻ và mình có áp thêm cái mã giảm giá hôm mùng 1 tháng 8 nên giảm được một chút. Ok, sản phẩm này có gì hay và hữu ích thì các bạn cùng mình khám phá trong video này. Mình sẽ review rất là chi tiết để những bạn nào mà làm YouTuber thì nên sắm cái tripod này. Đây là hộp sản phẩm. Vâng, các bạn muốn mua mình để link mua ở dưới mô tả video trong comment của video này. VCT668 và dùng cho các dòng máy ảnh điện thoại Canon, Nikon, Samsung, Kodak, Sony v.v. Xung quanh hộp logo nhà sản xuất và ở đây có một vài thông số như là dùng cho máy quay, giá đỡ chắc chắn và nhẹ v.v. Đó, dịch như đúng rồi luôn. Ok, bên trong sẽ có gì? Có cả túi đựng rất là hoành tráng luôn. Cầm không nặng lắm nhá. Và sờ qua thấy chất liệu rất là tốt. Rất sờ thì dày dai. Và có túi này thì chúng ta có thể mang con tripod này đi mọi nơi, mọi chỗ để quay phim chụp ảnh. Và mình rất là kết luôn. Kết ngay từ cái túi đựng. Bên trong cái hóa đơn. Vâng, và đây sản phẩm chính tripod 668 lộc lộc phát mới cứng cựa. Đây là cái hóa đơn nhá. Sản phẩm bán 360.000, mình áp mã giảm được 36.000 thì ra hàng 11.000, tổng là 335.000. Quá là rẻ luôn. Bình thường con này ở ngoài phải 400-500 gì đó. Bên trong có một cái tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết những cái chức năng, công năng của con tripod này. Và một cái tag Unteng vẫn là xuất xứ tại Tàu thôi. Vâng, đây sản phẩm rất cần thiết cho các YouTuber. Chân bằng kim loại, rất là cứng cáp. Mình sờ qua thấy rất cứng cáp. Và các khớp nối rất là tốt. Đế làm khá cẩn thận bằng cao su xoay 360 độ. Đây là những cái khớp để chúng ta tăng độ dài của tripod. Đây, bình thường mình đang quay dùng con tripod này, cũng mua trên Lazada tầm 50-60 thôi, rất là rẻ. Thì bạn nào không có điều kiện thì mua con này. Con này thì bằng nhôm, cũng rất là nhẹ và dùng cực kỳ tốt. Quá rẻ và ngon trong tầm tiền. Bạn nào mà muốn review sản phẩm như mình hay là quay gì đó mà không muốn bị rung thì nên mua sản phẩm này, chắc chắn là rất cần thiết rồi. Khớp nối đóng rất là chắc luôn. Cầm rất đầm và chắc. Giá gấp mấy lần sản phẩm kia nên hoàn thiện khá tốt. Đây là cái thước đo độ cân bằng. Ở trên thì có những cái điều chỉnh công năng của tripod này. Đó, lên xuống xoay 360 độ thoải mái. Một cái núm xoay tăng giảm chiều cao rất là tiện luôn mà con tripod kia không có. Theo quảng cáo thì con này điều chỉnh chiều cao tối đa lên tới 146cm. Và trong này cũng bằng kim loại luôn. Cao như thế này thì các bạn có thể quay mọi góc cạnh và có thể gắn được mọi máy ảnh và điện thoại. Mấy cái núm này thì để chỉnh lên xuống trái phải thôi. Quay các kiểu còn là điểm.
Như vậy là sản phẩm này không đi kèm cái giá để kẹp điện thoại. Các bạn mua thêm, cái giá kẹp điện thoại này thì mua có 10.000 thôi, rất là rẻ. Chiều cao tối thiểu của nó là 46cm, cao tối đa là 146cm, trọng lượng là 1,3 cân. Chúng ta gỡ cái này ra rất là dễ dàng và gắn máy ảnh hoặc là cái kẹp điện thoại. Và tải trọng lên tới 3 cân. Chiều rộng thân tripod là 2cm. Chất liệu của nó là hợp kim nhôm và nhựa. Đây mình có demo gắn thử cái máy ảnh hồi xưa của mình quay review. Mấy video đầu tiên mình quay review sản phẩm là dùng con máy ảnh màu hồng nam tính này. Quá đẹp luôn. Đó, gắn lên sẽ như này thôi. Xoay lên xoay xuống thoải mái, nhẹ nhàng, tình cảm. Với thiết bị này thì trong thời gian tới thì những video quay review sản phẩm của mình sẽ chất lượng hơn, rất dễ dàng thao tác. Ở đây mình có cái kẹp điện thoại và cũng gắn vào cái tripod này, rất là dễ dàng. Và cũng là con Redmi Note 2 huyền thoại của mình, cũng review sản phẩm. Bây giờ thì mình dùng con A6 Plus để quay video review rồi. Con Redmi Note 2 này chinh chiến với mình mấy trăm video review sản phẩm rồi. Gần đây thì mình mới dùng con A6 Plus để quay. Mình sẽ làm một video review chi tiết con này và hướng dẫn các bạn làm một video review, đại loại là làm YouTuber cần những cái gì. À, đây là cái chốt để chúng ta có thể tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các chân. Xoay sang phải thì sẽ mở ra và xoay sang trái là chốt lại. Và cái móc này chính là để các bạn gắn mấy cái vật nặng lên để nó cố định cái tripod này cho nó cứng cáp hơn, nó không bị rung lắc. Ví dụ các bạn quay ở rừng núi mà để con tripod này ở sông suối chẳng hạn, khi những dòng nước nó vào thì sẽ lắc lư cái tripod này. Các bạn gắn tảng đá vào, cho tảng đá vào túi ni lông xong rồi móc vào cái này thì tripod của bạn cố định luôn, không bao giờ sợ bị rung lắc, rất là tiện. Giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm rất là hữu ích cho các YouTuber Tripod 668. Link vui mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm là comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Chắc chắn là YouTuber không thể thiếu cái này.